Alo, anh chào em. Chào anh nhá. Có Hôm nay làm ngay. anh có anh đang xử lý công việc ở nhà một chút. Em không qua đây được à? Nhà dạo này cũng hơi nhiều việc anh ạ. Thế thì tí nữa em có rảnh không thì anh cũng muốn đi qua hai đoạn 26 mà. Thế là anh có công việc ở bên đấy ạ. Tí anh lên nhà con gái anh tí. Chào anh. Anh chào em nhá. Anh đến đây nhanh nhá. Anh anh đang mệt lắm. Ôi, gặp em ở đây rồi. Thế là em cũng đi bộ ra thôi à? Vâng, đường này em không dám đi ấy, anh Không dám ạ. đi á? Vâng. Thế Thôi để này là lần để phía lần đường. sau lần, lần sau được không? Thôi em mời anh vào nhà cũng cốc nước xong rồi anh ra. Xin chào các bác, xin mến chào các bác đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm nay thì rất là vui các bác ạ. Hôm nay thì cháu ở nhà hình như là được 4 hay 5 đơn đấy. Các bác ủng hộ những cái chai mật ong cũng như là thuốc đau xương khớp và thuốc mất gan. Ngày hôm nay thì cháu đang tạo đơn. Và cũng rất là cảm ơn các bác rất là nhiều. Thời gian vừa qua thì có thể là cháu ít ra video về hoàn cảnh, do là cháu vừa ở đây để chăm sóc mẹ, cũng như là ở đây để làm một số cái công việc cá nhân của cháu nữa các bác. Hiện tại thì có một số bác đang nhắn tin hỏi về thuốc xương khớp này. Địa chỉ của mình đây thì cũng rất là nhiều các bác ủng hộ, cũng rất là vui các bác ạ. Nhưng mà tuy rằng thì đợt tháng vừa rồi ấy thì cũng có khá là nhiều. Một số các bác nhận hàng rồi lại bị bùng hàng các bác, nên là cháu cũng khá là buồn. Đấy, bây giờ thì cũng mong là các bác có nhu cầu mà thực sự là muốn lấy thuốc thì hãy liên hệ, chứ không đạt cho vui các bác nhé. Cháu cũng mất khá là nhiều tiền về cái phần là phí ship các thứ các bác ạ. Đây là cái chỗ không gian làm việc của cháu các bác, cũng ha đầu tư được một cái máy tính mới làm việc nó dễ dàng hơn đấy. Đó. Đây, lúc này có một bác thì cháu cũng đang ngủ ấy, đầu giờ sáng sớm thì cháu cũng đang ngủ nên là có một bác có gọi điện cho cháu bảo là mua mật ong, nhưng mà cháu cũng chưa có chốt đơn được, tại vì là cháu cũng đang kiểu là đang buồn ngủ quá, cũng chưa có nói chuyện được với bác. Và bây giờ thì cháu sẽ gọi lại xem là bác có lấy không ấy. Dạ. Cháu chào bác. Bác cơm đây là phải. À vâng, thế cháu gọi bác là đúng rồi. Gửi về cho bác lúc nào về? Bác ở đâu à bác? Bác ở nói về xã về tỉnh cái gì? Vâng, đúng rồi, bác cho con xin tên trước được không? Tên tên hả? Vâng, tên trước ạ. Cao thì cố. Ui, sao lại tắt rồi? Thanh Thanh Oai đúng không ạ? Hà Nội. Thanh Oai này, Hà Nội. Hà Nội. Ừ. Dạ. Đấy là bác lấy hai chai mật ong đúng không ạ? Dạ, mật ong khoái đúng không ạ? Mà hôm qua ông kia lên mạng đấy. Dạ vâng ạ, mật ong khoái ạ. Vâng, con cảm ơn bác nhiều nha. Thế bao giờ mang về? Sáng ngày mai con gửi sớm thì chắc rơi vào tầm 3 đến 1 hôm sau là mình nhận được đấy ạ. Dạ vâng. Con Vâng vâng, con cảm ơn bác nhiều nhá. nhá. Dạ, số điện thoại của bác đang kết nối với cháu đây là cái số điện thoại là sẽ nhận hàng đúng không ạ? Dạ vâng ạ, vâng ạ. Thế cháu cảm ơn bác ạ. Bác ủng hộ 2 cân à 2 chai mật ong khoái của bác. Vui quá. Là một ngày rất là vui được các bác ủng hộ. Đấy, sáng sớm ra cháu dậy tóc còn bù xù đây, còn chưa có kịp mà tuốt lại cái thân thể một chút. Các bác nhìn qua được video này thì hơi phản cảm một chút, các bác thông cảm cho cháu các bác nhé. Là
vừa làm việc thì vừa nói chuyện với các bác một tí cho đỡ buồn ấy. Tại vì ở nhà làm việc thì các bác biết rồi, một mình cháu nữa ở đây làm việc bây giờ thì cũng có hơn 7 giờ sáng thôi. Tại vì là đêm hôm với cháu cũng phải edit video các thứ nên là hơi muộn. Đấy, đôi lúc thì các bác gọi điện đến ấy, lúc các bác dậy sớm, hầu như là các bác tuổi già hay đi thể dục các thứ ấy, buổi sáng là hay đi thể dục xong là tầm 5-6 giờ là các bác đã gọi rồi. Đấy, gọi đặt hàng thì lúc đấy thì cháu cũng không có được tỉnh táo để mà chốt đơn các thứ, để xin địa chỉ các thứ ấy. Thì cháu cũng hẹn được các bác là tầm 8-9 giờ là cháu lại gọi lại để xin địa chỉ, cũng như là bác cố vừa rồi, bác cũng vừa gọi điện cho cháu để ủng hộ hai cái chai mật ong ấy các bác. Đã. Tắt lắm ạ. Đôi lúc thì công việc nó áp lực lắm cô bác, rất là nhiều cái công việc nó bị chèn ép ấy. Đôi lúc thì thực sự là để mà đi làm chương trình thiện nguyện này cô bác biết rồi, cái cung đường đi thì nó xa. Với bạn này là bạn Trâm mà. Ôi sao lại tự dưng này bạn Trâm mới gọi này. Alo, anh chào em. Chào anh nhá. Có. Anh có. Anh đang xử lý công việc ở nhà một chút. Em đang định gọi anh. Hôm nọ em có lấy thuốc xương khớp ấy. Thì về thì mẹ em uống cũng có đỡ hơn một chút ấy, thì em muốn là nếu mà anh đi làm tiện đường ấy thì anh hôm nào anh đi làm thì anh ship qua thêm một túi được không? Có nghĩa là hôm trước là cô ở nhà uống đỡ hơn rồi đấy à? Vâng, mẹ em uống được mấy hôm nay thì cũng mẹ bảo là thấy đỡ hơn nhiều rồi. Thì em định gọi hỏi anh xem nếu mà có thuốc ấy thì để lại cho em một túi thì thêm một cân nữa, 1-2 cân nữa. Nếu mà liệu trình của nó là 4 cân liệu trình của nó là 4 tháng à anh? Đúng rồi, 4 tháng. À thế thì anh để cho em đủ một liệu trình cho mẹ uống cho khỏi hẳn đi. Thì hôm nào nếu mà anh ra thì anh ship cho em một đoạn anh cũng ít xuống rồi đấy. Em không qua đây được à? Nhà dạo này cũng hơi nhiều việc anh ạ. Thế thì tí nữa em có rảnh không? Thì anh cũng muốn đi qua hai đoạn 26 mà. À thế là anh có công việc ở bên đấy ạ? Tí anh lên nhà con gái anh tí. À thế thì được, thế mà nếu thế thì nhờ anh cầm hộ em thì để tí nữa em ra em đoạn đấy em lấy được không? Thế được, thế thì lấy 1 cân đúng không? 1 cân xương khớp với lại 1 cân mắt gan này hay như nào? Không, anh cứ lấy cho em đủ liệu trình đi, nếu mà để lâu thì có sao không anh? Để lâu thì không sao đâu, cái này nó khô hết rồi, nó không bận gì nữa rồi. Cái này anh phơi khô hết rồi mà. Thế thì em nghĩ chắc là lấy thêm lấy cho nó đủ liệu trình nha anh ạ. Rồi, thế thì một liệu trình của nó là 3 gói nữa. Vâng, thế anh cầm hộ em thì khi nào mà anh đến đoạn đấy thì anh gọi cho em nhé. Ok, thế thì bây giờ anh xử lý công việc nhà một chút thì anh sang nhé. Xong rồi anh gần đến gần đến thì anh gọi em thì em ra đấy em đón anh một đoạn để anh đưa cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, ok, anh chào em nhé. Chào anh nhé. Lại được gặp em Trâm rồi quá ạ. Em Trâm lại lấy thêm thuốc xương khớp. Đợt vừa rồi thì cháu cũng tặng cho em ý 1 cân đó. Thì em ý cũng bảo là đỡ hơn rồi. Để bây giờ lấy thêm 3 gói nữa cho đủ liệu trình. Thì có lẽ là cháu cũng sẽ xử lý một số công việc ở nhà xong thì cháu lại tiếp tục là đi cái công việc ở bên nhà hai chị em Trúc Nhôi. Và tiện thì cháu cũng sẽ mang thuốc đến chỗ 26 kia để cho bạn Trâm luôn. Đã, bạn Trâm thì các bác biết rồi, là một cô gái trông rất là thật thà, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Đấy, vừa rồi thì rất là nhiều cô bác cũng ủng hộ, mong muốn là cháu với cả em Trâm sẽ thành một cặp đôi. Nhưng mà cái này cũng chúng cháu thực sự là chúng cháu mới gặp nhau
và thời gian để mà tâm sự với nhau thì còn rất là ít, cũng chưa có nói đến câu chuyện là chưa dám động chạm đến cô bác ạ. Vì quá nhanh thì thực sự là đôi lúc thì muốn làm bạn nhưng mà kiểu mà động chạm đến tình cảm thì nó lại mất thêm cái tình bạn bè, nên là cháu cũng phải từ từ thôi đó. Nên là các bác ủng hộ thì cháu cũng rất là vui, cũng mong là cơ duyên đến thôi các bác nhé. Thế bây giờ cháu sẽ xử lý công việc ở nhà thì cháu sẽ tiếp tục là đi sang bên đó các bác nhé. Tỉnh hết cả người của bác ạ. Giờ là sẽ bắt đầu là công việc là di chuyển đi sang nhà, sang bên kia để đưa thuốc cho em ý, xong là lên nhà chúc nhau luôn đi các bác. Hôm nay chỉnh tề một chút các bác ạ. Hôm nay thấy cháu Khương đẹp trai không các bác? Đi gặp em Trâm là phải làm cái gì đó để đỡ em Trâm đỡ ngại. Ui, em khăn rồi. Thôi để đây tí về giặt sau. Bây giờ cháu cũng đang gấp nữa các bác ạ. Đây cái không gian bếp của cháu này. Tắt hết điện này. Đây, đây là cung đường di chuyển của bác ạ. Cháu vừa đấy thì qua bên kia thì cũng không có gặp Trúc Nhôi, chắc là Trúc Nhôi lại lên rừng rồi. Thế thì cháu cũng tiện ra đây để giao thuốc cho bạn Trâm, bạn ý xong là cháu sẽ quay lại các bác nhé. Ở đây cùng đường không biết là em ý đang ở đoạn nào, tại vì lúc nãy cháu cũng có gọi em Trâm rồi, em bảo là không ở 26 được, em đang bận ở nhà nên là không có ra được để mà lấy thuốc ấy, nên là nhờ cháu phải lên trên đấy để đưa thuốc cho bạn ý. Cháu sợ nhất là bịp thôi. Lên cũng tại vì là cháu cũng chưa có đến nhà của em ý bao giờ nên là cũng không có biết nhà cửa ở đâu cả, vừa đi vừa hỏi thôi, vừa đi hỏi xem là nghe bảo là ở đâu, khi mà đến cái đoạn cầu sắt ấy là dừng lại thì em ý sẽ ra đoạn đấy để em ý đón. Đấy bây giờ đi thôi các bác, rất mong là mang được những cái bài thuốc cũng như là thang thuốc đấy đến với các mọi người đang bị bệnh để chữa, giúp đỡ chữa bệnh cho khỏi bệnh thôi. Chứ cháu cũng thật sự đôi lúc cũng rất là vui là được các bác ủng hộ, đôi lúc thì buồn là do các bác ôm hàng các thứ nên cháu cũng hơi ngại. Cái đoạn này là bị sạt lở này các bác này, cái phía bên dưới này là cả một cái hồ thủy điện rất là to, bây giờ đợt này là nước nó nhiều ấy, người ta cũng không có dám để mà ngăn đập mà phải xả đáy đập á, sợ là bị nước nó đến nhiều quá. Đây cái chỗ này sạt này, chỗ này rất là nguy hiểm. Đợt trước là cháu qua đây là cũng chưa có được giải phóng đây đâu, chưa được giải phóng cái chỗ khu lối đi này, đi rất là khó, vừa đi vừa phải đi từ từ thôi các bác, rất là nguy hiểm. Có thể là cháu vừa đi xe vừa quay như này thì các bác nhìn nó sẽ hơi bị lác lác một chút. Đấy, mong các bác xem được video thì thông cảm nhé. Tại vì là vừa đi xe vừa muốn ghi hình cho các bác cái cung đường vùng cao của chúng cháu đi lại nó rất khó như thế nào. Wow. Đây, cái chỗ này này, tảng đá rất là to này. Và cái khu này là bị bùn lầy các thứ. Wow, đường đi lại khó quá các bác ạ. Ở đây thì cứ vào mùa mưa là hơi ngại đi đường này các bác. Những cái tả ly rất là cao.
đấy, những cái khu vực rất là sâu luôn. Này sạt thì nó là sạt cả mảng to chứ không phải sạt mảng nhỏ như ở chỗ khác được. Nhìn thế thôi cô bác, tưởng chừng là những lúc mà nghĩ rằng là những cái khu nó không bị sạt lở được, nhưng mà cứ mưa gió về là nó tự dưng nó sạt lúc nào không hay luôn đó cô bác. Như làng Nủ cũng thế, người ta ở bao nhiêu đời nay rồi, nhưng có nghĩ là trong trận mưa đấy nó lại làm cho một cái mảng lấp vùi cả làng luôn đâu các bác. Thiên tai mà không thể nói trước được điều gì cả. Nhiều ô tô đi lại. Cái phần tả ly, cái phần tả ly đằng trong này này nó rất là cao, đấy, không tránh được quá trình là sạt lở được các bác ạ. Cầu này, ui ôi, cầu rất là cao này. Cầu này cầu sắt đấy các bác. Lần đầu tiên lên đây luôn á. Wow, nhìn cái cầu khiếp không? Ôi, nhìn đây sang bên kia theo cái sông này nhìn rất là đẹp. Theo một cái lối view rất là chill luôn đấy các bác. Bây giờ còn bắt đầu mặt trời mọc nhìn rất là đẹp luôn á. Liệu có bịp bịp không, sợ nhất là lừa mình sang đây thôi các bác ạ. Ủa, chỗ này cũng sạt lở hết rồi này. Hơi đường này đi hơi khó nên là cháu sẽ xin phép là không ghi hình nữa các bác nhé. Lúc nữa cháu gặp bạn ý thì cháu sẽ tiếp tục ghi hình cho các bác cùng xem được. Đây các bác ạ, vừa rồi thì cháu cũng vừa mới gọi cho em Trâm rồi. Em ý bảo là đi theo cái cung đường này đi. Vừa rồi thì cháu cũng bảo đi xe máy để đi sang bên kia, nhưng mà em bảo là đợt này trời mưa to quá nên là đường hỏng hết. Nếu như mà đi không quen là cái cung đường rất là nguy hiểm, nên là cháu cũng không có dám đi xe máy sang các bác ạ. Phải đi đi bộ thôi, đi cho chắc. Tại vì các bác biết rồi, có một đợt là cháu cũng bị ngã ở trên nhà, đi lên đường lên nhà của Trúc Nhôi ấy. Rồi đấy là bị sợ quá, nên là cháu cũng bị ám ảnh. Nên là những cung đường như này thì đi cũng, nhưng mà tay lái không cứng và không quen đường thì chắc chắn là sẽ không có ai dám đi đâu các bác. Đây là một cái cung đường đi theo ven sông này. Ủa, liệu có bao giờ mới đến nơi được. Còn wow, nghe bảo là cách đây khá là xa đấy cô bác, hay một thử thách đấy. Ngày hôm nay đi là tay xách cái mang luôn các bác ạ. Một cái túi đồ rất là to, và đằng sau có cả ba lô nữa. Liệu còn có đi Trúc Nhôi được nữa không? Chắc là hơi muộn rồi các bác ạ. Đến đây thì sợ là sẽ quay về không được lên Trúc Nhôi được nữa rồi. Tại vì là một ngày chúng cháu đi chỉ có, ví dụ đi sang bên này thì cũng rất là xa rồi. Nhưng mà quay lại về nhà Trúc Nhôi nữa thì phải muộn. May ra thì còn đến được. Khả năng là sẽ không quay lại nữa. Nếu như mà quay lại thì đến nhà Trúc Nhôi thì muộn lắm đấy các bác. Chắc chắn là rất là muộn. Wow, ở đây đẹp quá. Này, cái đường này, cái cung đường này, một cái cung đường đi theo ven sông các bác ạ. Phía đằng dưới này người ta ngăn thủy điện đấy, thì là nó về đến tận đây này, nước ngập đến tận đây này. Còn phía đằng bên kia là lúc nãy cháu đi từ đằng trong kia ra, đằng trong kia ra đi sang bên kia và qua cầu sang phía bên này. Đó, bên kia đường là đường tỉnh lộ đấy, và đi thông từ Xín Mần sang Sô Phi rồi đi xuống Hà Giang là đi theo cái cung đường kia các bác này.
Còn ở phía bên này thì là một cái cung đường song song với cái đường tỉnh lộ kia. Đường này là đường đất, còn bên kia là đường bê tông, đường nhựa. Ô, đường như này là nếu như mà đi là vẫn đi được mà. Nếu mà đi chậm là đi xe máy vẫn đi được. Nên bạn ấy bảo là thôi bây giờ để mà sợ nhất là bị đến đoạn nào mà không đi được ấy, nên là cháu cũng không dám mang xe đến đây để ví dụ như ra đến dọc đường mà xe bị hỏng các thứ hoặc là không đi được nữa thì gửi ở đây thì cũng nguy hiểm ấy, không quen ấy. Nên cháu là để nhờ nhà dân bên kia rồi. Ở xa quá các bác. Cháu nhìn thấy đằng trước kia là có một cái khu phải nói là giống như là sắp bị sạt đấy. Đường này nếu như mà đi chậm thì vẫn đi được, đi xe máy vẫn đi được. Tà ly của nó cũng không được cao, cũng không được sâu lắm. Đây họ vẫn đi xe máy rất là nhiều này. Hôm nay là một cái thước phim đi khám phá rồi các bác ạ. Đi ship hàng, một cái kỷ niệm gọi là đi giao hàng, vừa đi làm vừa đi giao hàng luôn à các bác. Trời ơi. Wow, đằng trên kia kìa, đang chuẩn bị sạt xuống kìa. Mưa gió các thứ là liệu có qua ở đây nữa không? Một cái cung đường khá là nguy hiểm này. Bây giờ cháu sẽ tiến lại gần và ghi hình cho các bác cùng ở xem này. À, chỗ này. Quá nguy hiểm luôn đấy các bác. Một cái khu sạt lở mảng rất là to này. Cái này mà sạt xuống thì không có lối đi lại luôn rồi. Đây này, trên kia là bây giờ là nó đang ngồi xuống rồi, phải cách đây mấy mét rồi đấy. Hình như là cháu không nhầm là ở dưới kia là một cái cung đường cũ của người dân đi lại này. Đó, những cái lối dưới này này là cái lối đi lại nó bị sạt xuống và bây giờ người dân lại đào thêm một cái lối nhỏ ở trên này này. Đó, lối này là lối kia, đường mới kia là ngày trước là vẫn chưa có sạt, là người ta đi theo cái lối. Bây giờ cái đất nó lún xuống nên là trôi xuống là đường ấy kia là không đi nữa, người dân mở thêm cái đường này này. Đây này, như cái sự biến dạng của thiên tai để lại đấy các bác. Sạt hết rồi. Ủa, cái này mà đi xuống thì mảng rất là to luôn đấy các bác. Nguy hiểm quá. Đây, ở tít trên kia xuống à. Kéo mái từ phía bên kia sang đến tận à, cái chỗ mấy gốc cây, cái thông này. Ui, đường này thật sự là nếu mà đi xe máy nguy hiểm quá. Bạn ấy nói cũng đúng thôi. Sợ là không quen đường ấy thì đừng có đi xe vào đường này, nguy hiểm. Đây, đây này, nó ngồi hết xuống cái này rồi các bác này. Đường này là, chỗ này là phải đi lại, đi nhanh nhẹn một chút thôi chứ còn đi chậm cũng nguy hiểm. Vì là nó không mưa ấy, vẫn dễ bị sạt đấy, nhiều chỗ là vẫn bị sạt. Và thì mà mưa, không mưa nó vẫn sạt cô bác. Đây cô bác ạ, hiện tại thì vừa đi qua cái chỗ sạt này thì cháu cũng hơi sợ, hơi rén cô bác. Nên là cháu cũng sang bên này với ghi hình cho các bác cùng xem này. Khi mà sạt lở trên vùng cao thì hầu như là những cái khu nào nó cũng rất là nguy hiểm cô bác ạ. Đó. Đây này, nó ngồi tự ở tít trên kia cơ, các bác, trên kia xuống cơ. Cái chỗ mới trên kia xuống nè. Đó, có thể là nếu như mà tiếp tục mưa là cái chỗ này là cháu khẳng định là nó sẽ tiếp tục đi xuống ấy, các bác. Cháu cũng rất là mệt rồi. Chờ lúc nãy chờ em ý ra đón một đoạn để sợ nhầm đường ấy, nhưng mà vẫn chưa có đến được các bác. Thì cháu lại gọi tiếp tục gọi cho bạn đi xem là bạn có đến được không. Sợ nhất là nhầm đường thôi. Tiếng
em không ra đón anh à? Ờ, anh đến đâu rồi ạ? Anh đến cái chỗ bị sạt đây rồi. Cái sạt to to đấy à, này. Có... đến đây, em đang ra rồi anh ạ, gần đến đấy rồi ạ. Em gần đến đây rồi ấy hả? Vâng. Anh đang không biết là có nhầm đường hay không, nhưng mà đi theo cái ven ven suối này, ven sông này này, thì là có cái chỗ mà bị sạt lở đây này. Anh vừa đi qua cái đoạn đấy luôn. Sạt nhiều nhiều đấy hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. À thế, vâng, em cũng ra gần đấy rồi anh ạ. À ừ, em ra đây ra đi ạ. Em ra đi không là sợ anh là đi nhầm đường thì có mà em đi cả ngày á. Dạ, dạ. À bảo là em ra luôn đi không là tí anh lại đi nhầm đường đi cả ngày luôn á. Vâng vâng vâng. Rồi, rồi, em okay. Ra rồi. Rồi em ra luôn nhé. À cô bác ạ, hiện tại thì bạn ý cũng đang ra rồi cô bác. Đang chờ bạn ý một lúc để xem là bao giờ bạn mới đến được và chờ bạn đấy thôi, tại vì đi mệt lắm rồi cô bác ạ. Đây, vừa đi vừa xem là có gặp bạn đấy ở đâu không. Đây, cái chỗ này là rất là cao và rất là nguy hiểm này. Một cái lối đi xe máy của người ta đi phải nói là nể người ta luôn đó cô bác. Đó, cái vực sâu rất là sâu luôn. Từ trên này nếu như mà không để ý cái là đi xuống dưới kia thì là một cái hùm nước rất là sâu, nước rất là nhiều. Đó. Một phần nói là người dân ở đây rất là cực khổ luôn á. Ở đây nếu như mà có được cái kinh phí mà đầu tư cho dân làm một cái đường đi lại thì sẽ dễ dàng hơn rồi, đỡ phải khổ sở như vậy. Mỗi lần đi cái cung đường này chắc là cũng phải mắc mệt của người dân, đi lại cũng khó. Thành ra là ở đâu cũng do là bị chậm cái phần. Ô, oh, à đây rồi. Chào anh. Anh chào em nhá. Ô, anh đến đây nhanh nhá. Anh anh đang mệt lắm. Ôi gặp em ở đây rồi. Thế là ôi em cũng đi bộ ra thôi à? Vâng, đường này em không dám đi ấy, anh ạ. Không dám đi á? Vâng. À. Đây, đồ của em đây. Vâng. Đồ của em đây. Sai chỗ rồi. À. Thế bây giờ đi đường nào đây? Đi đường thẳng này đi đến chỗ đường thông kia là đến nhà em. Ôi ôi. Thế sao lúc nãy bảo là đường anh cũng thấy cũng ổn ổn mà, nếu mà đi xe máy vẫn đi được mà. Vâng, nhưng mà em sợ là đường này cũng đi khó với cả sợ anh không quen đường ấy, nên là em bảo thôi xe máy để bên kia cho an toàn. À, để anh gắn mic nè. Dạ vâng. Anh gắn mic nói chuyện cho nghe rõ tí. Để gặp bạn ấy ở đây rồi cô bác. Ui, bây giờ bảo em bảo chỉ vô đường và đi hết cái đồi thông bên kia nữa. Vâng, em sợ là anh nhầm đường nên là em cũng tiện ra đó một đoạn. Đi đi. Vâng. Bây giờ là sẽ đồng hành cùng bạn ý lên nhà bạn ý chơi luôn cô bác. Thế là em đi từ bên kia sang thì cũng chắc là bằng cái đoạn đường mà anh từ bên kia sang ấy nhỉ? Vâng, hình như là bây giờ đến đây là nửa đường anh ạ. Nửa đường đấy. Vâng. Anh vừa đi vừa xách cái này chắc là cũng khá mệt đấy nhỉ? Nhưng mà vui. Được gặp em là vui rồi. Anh khéo. Sợ nhất là em không anh thôi. Nhưng mà em ra đến đây là không gặp em rồi. Thôi bùng là bùng thế nào được anh, em đã bảo là em sẽ lấy là em lấy mà. Đó là ông ấy là một cái super thị vụ nhất đời luôn á. Là cô ở nhà là uống thuốc này đỡ hơn rồi đúng không? Đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Thấy mẹ bảo là đỡ nhiều rồi nên là em mới bảo là sợ mấy nữa lại không có thuốc ấy. Thì em tiện là em đặt luôn cho đủ liệu trình. Vâng, thế thì em cũng sợ là đang uống dở thuốc thì lại khó. Và trong đấy là em lấy 3 cân cùi thuốc. Vâng ạ. Thì anh ngay là đến đây thì em cũng là tặng gia đình một cái gói bắp cam nữa. Ôi. Gói bắp cam đấy. À anh có bán cả mắt gan luôn ạ? Mắt gan ạ. Anh à. Gần đường ý. Gần đường mà anh. Gần đường nhưng mà mình đi đường vòng này là sẽ cũng đi bộ là khá là xa đấy. Đúng rồi. Nếu mà anh đi đường kia để xe ở ngoài kia ấy, lội qua suối thì lên nhà em lại gần. Đi qua suối được đấy à? Vâng, nhưng mà đùa mùa này ấy, nước chảy xiết lắm anh ạ, nên là không đi được. Thế là mùa nước cạn là đi qua suối được đúng không? Vâng, tháng 3, tháng 4 là đi được anh ạ. Cái nhà em ở bên kia là nó còn lên cao không hay là gần ven sâu ấy? Gần ven suối đây rồi anh ạ. Gần ven suối à? Vâng. Thế vào mùa nước cạn thì
để xe ở phía bên kia xong rồi đi bộ qua cái đường sông đấy kia là gần đấy nhỉ? Vâng, đi bộ tầm khoảng 5 phút là đến nhà em luôn. Thế là đi đường này vòng gấp 3-4 lần luôn đấy. Vâng. Thì tính từ cái chỗ đường bê tông, cái đầu ngõ bên kia là vào nhà em mà đi theo đường đất này, đi vào nhà em đi khoảng bao nhiêu cây số đấy? Chỗ nào ấy ạ? Đường bê tông mà bắt đầu mà có cái đường đất mà. À. Đường mình là đi đây này. Hơn 2 cây anh ạ. Hơn 2 cây. Vâng. Thế là đã hết đi hết được 1 nửa thôi đấy. Được 1 nửa rồi. Anh cứ trải nghiệm từ từ. Như em là em không dám đi đường này đâu. Đi xe máy à? Vâng. Mọi lần đi lại cái cung đường này là đi bộ hết à? Em toàn đi bộ đấy anh ạ. Thế có phải ruộng nhà em không? Ruộng nhà em đấy nhưng mà năm nay lúa nó không được tốt với anh ạ. Ruộng nhà em luôn hả? Vâng. Có vẻ bông của nó bị đen đen nhỉ? Vâng, em chả biết là lúa này bố mẹ trồng lúa gì ấy. Hay là đợt vừa rồi bị mưa ấy. Phải như các thứ nó bị rơi nhỉ? Nó đang thụ phấn mà anh, bây giờ mới bắt đầu thụ đấy. Dạ không, đây là của bác ở tít kia anh. Vâng. Vừa lại anh gửi xe ở nhà nào đấy? Anh để gần đường chứ. Gần. Thế ạ? Gửi nhờ bên này. Đây có lối đi bên này. Hai mai em đón anh ấy, con đón anh là anh đi theo đường này lên đó. Ở đây nhiều ngã rẽ lắm nên là vừa lấy em cũng bảo là em chạy ra em đón anh một đoạn. Ờ, tính ra là hôm nay em định số giấy kia đón nhưng mà anh cũng ra nhanh quá với cả nhà nhiều việc ý. Thì em chưa kịp ra. Thôi mấy khi được xa nhà em đâu. Nhưng mà cũng chẳng sao cả nhưng mà thấy một mình đi hơi buồn đấy. Em không đón anh thì anh không biết lối nào mà đi á. Thế ra nhà mình lúa vẫn chưa chín là vẫn chưa gạt đâu nhỉ? Dạ vâng. À, chỗ anh là hầu như là gạt gần hết rồi đấy. À bên đấy lại gạt sớm đấy anh? Bên chỗ anh là bắt đầu tháng 5 là bắt đầu cấy hết rồi mà. À bên đấy chắc là trồng một vụ ạ? Ừ, trồng một vụ thôi, nhà anh trồng một vụ thôi. À, bên nhà em lại trồng 2 vụ. À, em trồng 2 vụ ạ? À? Vâng. Ồ, bảo sao? Thế là chú ruộng chắc là cũng như này hết rồi, là một số phần là chín rồi. Dạ, có một phần thì cũng chín nhưng mà gặt xong rồi anh ạ. Gặt xong rồi á? Vâng. À, phần nào chín là gặt xong rồi? Dạ vâng. Thế là mấy hôm nay thì em ở nhà làm những cái công việc gì ở nhà thế? Mấy hôm nay thì em cũng ở nhà, mấy hôm trước thì gặt xong thì cũng lên rừng kiếm măng các thứ. Kiếm ăn á? Măng ấy ạ? À, măng á? Vâng. Đi lấy măng về xong mà phơi khô các thứ để bán đấy anh. À, em có măng gì đấy? Em có măng tre ạ. Măng tre à? Vâng. Là em cũng có bán cả măng nữa. Vâng, bọn em cũng mùa này cũng hơi bận tại vì là măng nó chỉ có một mùa thôi. Nghĩa là em cái nhà có hiện tại có không? Có anh ạ, em đang thu mấy hôm nay mới là đang có đấy. Đang có à? Vâng. Đang là mùa măng. Đang mùa măng thì thế là giờ đợt này ở nhà cũng bận đấy nhỉ? Vâng, khá bận. Em hay lên rừng tại vì là măng nó chỉ có mùa này mới là mùa măng ấy thì mình lấy ra mình phơi khô để còn tích lũy quanh bán quanh năm ấy anh. À, bán quanh năm luôn. Vâng. Giỏi quá nhỉ. Sao nó chịu kéo thế? Thành viên tư vấn khách hàng ấy nhỉ? Thì tại cũng làm quen rồi, bọn em cũng mấy nữa mình mùa này không thu thì mấy nữa lại không có măng, khách hàng gọi lại không có măng để bán. Nhưng mà em hỏi này, em vì em đi làm mà, em đi làm xa thì thời gian đâu ra mà em đi làm nhiều như vậy. Thì nhà có cả anh chị với cả bố mẹ ở nhà nữa anh. À, là bố mẹ anh chị có hay lên rừng cùng nhau không? Dạ vâng. Nên lấy măng về để bán. Vâng. Măng đấy là mình làm cách nào để bảo quản đấy? Để phơi khô anh ạ. Ớt đấy à? Dạ không ạ. Lấy về xong mình luộc qua xong là mình mang phơi khô, phơi nắng tự nhiên đấy anh. À, rồi. Anh hình dung được rồi. Măng người ta bán
lấy cả cái mang để phơi đúng không? Luộc ra phơi đúng không? Vâng. Luộc ra xong mình phơi xong à. Miếng đấy đúng không? Không có mang miếng đúng không? Dạ đúng rồi ạ, mang miếng đấy ạ. À, rồi rồi anh biết rồi. Thế là mặt hàng đó anh không đã tự bán. À thế á? Ừ. Không được chất lượng lắm nên là anh không có bán. Em ở đây thì là tự làm nên là mình cũng cẩn thận, với cả phơi khô hẳn thì tại mình bán quanh năm mà mình phải phơi khô hẳn ra thì mình mới đóng thành gói đấy, đóng gói để đấy xong à khách mà có lấy thì mình mới gửi được cho khách, trước mà mình làm ẩu thì cũng mất khách anh ạ. Dạ vâng. Vâng. Sắp đến chưa? Gần đến rồi anh ạ, qua gốc cây tre đây là đến à. Gốc cây tre này hả? Vâng. Qua cái gốc cây tre này là đến nhà của em nhé. Anh cứ bình thường thôi anh ạ. Bố mẹ em cũng mến khách lắm, cũng thoải mái lắm nha anh. Có anh ạ. Không có đâu anh ạ. Ôi, mệt lắm rồi em ạ. Anh cố gắng một chút nữa đến nhà rồi. Thôi hay là đến đây rồi em tự về nhá. Anh không còn sang nhà nữa. Ô, đến đây một đoạn dài rồi. Bây giờ nhà em thì đi qua đây là đến luôn rồi anh. Đến luôn rồi à? Nhà em ở trên này à? Vâng, ngay trên này rồi. Bây giờ đến đây rồi thì đi một đoạn khá là dài rồi thì đến nhà thì bảo không vào. Tại vì là anh cũng hơi ngại một chút tự dưng này vào nhà em thì tự dưng thì chứ bây giờ anh không vào thì ai cầm hộ em túi đồ. Cũng nhẹ mà em tự cầm về đi. Anh hộ em đến đây rồi thì vào nhà em mời anh chén nước xong à cho biết nhà luôn. Bây giờ thứ nhất là anh sang đấy thì anh ngại quá. Bây giờ tự dưng lại sang nhà em đi giao thuốc mà đi sang nhà em hơi ngại. Ngại gì đâu, bây giờ anh cứ vào, bố mẹ em cũng mến khách mà. Biết là vậy nhưng mà thoải mái, anh không phải ngại gì đâu, cứ bình thường thôi anh. Anh đã bảo là bây giờ nếu như mà anh đến đây anh suy nghĩ lại rồi bảo thôi lười đi lên trên nhà ấy, không anh quay về. Thôi để lần sau được không? Thôi em mời anh vào nhà cũng công nước xong rồi anh ra. Thế thì mới làm nào được nhỉ cô bác nhỉ? Theo ý kiến của các bác thế nào đây? Tại vì là cũng lần đầu tiên thì bạn ấy cũng rất là mong muốn là cháu sang nhà để uống nước các thứ. Nhưng mà đến đây rồi, bây giờ cái cung đường cũng rất là xa. Nếu như mà quay lại thì cũng thực sự là xa thật. Còn để mà sang nhà bạn ấy thì cũng rất là ngại. Vì lần đầu tiên cháu cũng không biết là cô chú như thế nào. Cũng mong muốn là sang để không mong muốn là quay đấy nữa. Đó. Giờ khó để phân vân đó các bác, nhiều áp lực lắm. Tại vì là các bác biết rồi, cháu là nhút nhát lắm. Anh rất là nhút nhát cái vấn đề đấy đó. Đi giờ sang nhà em tự dưng lại nếu như mà có bạn đi cùng thì nó sẽ đỡ hơn. Một mình anh sang đấy thì bố mẹ sẽ nghĩ sao? Thì bây giờ mình cứ vào bình thường thôi anh. Bạn vào nhà thì chả nhẽ anh đi nhà bạn, anh cũng ngại luôn đó. Còn nếu như mà hôm nay thì thực sự là anh cũng rất là vui khi mà được trải nghiệm cùng em một cái cung đường rất là dài. Và cũng như là những tình cảm của em dành cho anh, muốn mời anh sang để uống nước các thứ. Nhưng mà anh còn có đôi chút công việc nữa, em cũng mong muốn là sẽ đi quay về để đi sang nhà hai chị em chúc nhôi. Đấy thì giờ sang nhà em nữa thì nếu mà để mà đến nhà quay lại luôn thì chắc chắn là sẽ rất là không. Anh không có, tại vì anh biết mà, anh ở trên vùng cao đây thì biết người dân ở đâu thì cũng rất là mến khách. Đến này tí lại có lại cơm nước các thứ thì lại muộn mất. Sao đâu anh, đằng nào em cũng biết là anh nhiều việc ấy, nhưng mà bây giờ anh cũng mất công đến tận đây rồi. Quý lắm ấy thì mới ship hàng cho em tận đây. Em cũng rất là cảm ơn anh rồi, thì anh em cũng xin phép được người anh vào nhà uống chén nước. Thế là bố mẹ ở nhà cả chứ? Vâng anh ạ, mẹ em thì có lẽ em ra thì mẹ không có ở nhà, chả biết là về chưa. Bố thì ở nhà. Bố thì ở nhà đúng không? Dạ vâng. Thế thì được, vậy thì thôi đằng nào thì cũng gần đến nhà rồi thì, chắc là anh sẽ đi sang đấy. Dù gì là em cũng có cái măng kia đúng không? Vâng, em có măng đấy anh. Có măng đấy thì anh sẽ lên nhà để
xe măng của em có đạt chất lượng không. Nếu như mà đạt chất lượng thì anh sẽ nhớ đâu anh với em lại cùng hợp tác được. Chất lượng thì em cũng nói rồi, thì chất lượng thì mình cũng làm gì thì mình cũng đặt là chất lượng lên hàng đầu ấy. Thì nhưng mà bây giờ em nói thì nó cũng thế thôi, anh cứ vào anh trải nghiệm thực tế đúng không, tận mắt chứng kiến từng mát để mới rõ được đúng không. Vâng. Rồi ok, thế thì bây giờ thì chắc là lần đầu tiên mà lên đấy thì cũng chưa xin phép cô chú, thì chắc là anh cũng không có dám ghi hình như thế. Thì anh xin dừng video tại đây. Và tí nữa về nhà nếu như mà các bác cũng các cô các bác có nhiệt tình thì xin phép gia đình, nếu như mà được quay phim lại thì anh sẽ quay phim lại các bác một tập để kỷ niệm, cũng như là một cái thước phim để trải nghiệm nhà em, cũng như là về những cái cuộc sống đời thường của em ở đấy. Đó, còn bây giờ thì anh cũng vừa đi này cầm máy quay mà để nói chuyện với cô chú thì thật sự rất là ngại, cũng không biết nói chuyện kiểu gì. Đấy, anh xin phép là không ghi hình nữa, và anh xin phép là đăng tải cái thước phim ngày hôm nay lên trên kênh của anh. Đấy, đợt trước thì anh cũng có chia sẻ những cái thước phim anh gặp em, các thứ em giúp anh ấy, giúp đỡ anh hôm đấy mua xăng ấy. Em xem không? Rất là nhiều cô bác ủng hộ. Đấy, cũng rất là khen em là một đứa em xinh gái và khéo miệng. Thế cũng cảm ơn em trong buổi ngày hôm đấy. Và bây giờ thì các bác ạ, chắc là cháu cũng xin dừng video tại đây. Và nếu như mà các bác có muốn theo dõi những cái hành trình tiếp theo của cháu với cả em Trâm đi sang nhà em Trâm như thế nào thì xin mời các bác theo dõi tiếp tập tiếp theo của hai anh em của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác.